Chào anh em đam mê PCB ha. Hôm nay anh xin giới thiệu tới cho anh em xem về một ít kẹo nhập và kẹo Việt Nam ha. Kẹo nhập và kẹo Việt Nam thì vừa nói em sẽ vừa quảng cáo sản phẩm tới cho anh em phân biệt, chỉ anh em phân biệt và chỉ cho anh em cách sử dụng kẹo để cho anh em biết được mình nên cần củi của mình nên dùng kẹo nào, sử dụng như thế nào để tránh bị sâu răng ha. Thì đây, ở đây em có hai loại 5.5 này, 14.3GR này, loại đầu thông thường truyền thống ha, loại này là loại truyền thống, loại này là loại xuyên giáp ha, xuyên giáp là nó sẽ có cái đầu như thế này. Còn đây là Etchat King Dialo, loại này là loại 635, đây là 5.5 này, 5.5 này. Còn loại đó là loại 635. Loại này là loại 635 này ha. Còn đây là loại của Việt Nam làm ra. Đây là Việt Nam, xíu nữa em sẽ giới thiệu và chỉ cho anh em cách phân biệt và khuyên anh em nên sử dụng nhé. Toàn bộ các loại nòng, nếu anh em muốn làm cho nó có tuổi thọ thật là lâu, xài được là lâu, anh em nên xài một chỉ một điều duy nhất, đó là chì mềm thôi. Nên sử dụng chì mềm. Muốn tạo ra được những viên kẹo chì mềm, ở đây mình sẽ làm bằng cách nào? Mình sẽ làm hoàn toàn bằng chì dây nha. Mình sẽ đóng bằng dây và không qua nấu nướng nha. Mình sẽ không nấu nướng nó lên, mình sẽ không rán, không chiên, không xào nó. Mình sẽ không hấp, không làm lông, không luộc, không bất cứ một cái gì. Mà mình để nguyên cọng dây, mình đóng ra viên đạn nha anh em. Đây, trước mắt là đạn nhập 5.5 ha, trước mắt là nhập 5.5 này đó, trước mắt là loại nhập 5.5. Ô, camera không lấy nét, đợi em xíu em tháo bao tay, camera không chịu lấy nét đó. Thì đây là chì nhập nè ha, anh em nhìn nè. Cái loại này là của Rothmann nha. Cái này là của Rothmann, hàng từ Mỹ về. Một hộp loại thông thường này là 500 viên. Còn loại xuyên giáp này là 400 viên ha. Đó, đây là hộp của nó. Đó, đây là hộp ha, tem seal của nó. Anh em chú ý coi hết clip, em sẽ giới thiệu từng cái một nha. Đó, đây là kẹo của nó nè, váy nè, chì rất là mềm ha. Em sẽ bóp thử một viên để cho ai mua trúng cái hộp này thì lỗ một viên ha. Thấy chưa? Bây giờ em hỏi anh em, nếu như mà cái chì nó mềm như thế này á thì đưa vô nòng nó có hại không? Bây giờ cái viên chì ha, bây giờ em sẽ nói nè. Cái viên chì của mình khi mà anh em đưa vào trong nòng, cái viên chì khi anh em đưa vào trong nòng để bắn thì trong cái lúc nó bay ở trong cái nòng, nó sẽ có độ xoắn và nó sẽ làm mài mòn đi những viên chì như thế này. Nó sẽ làm mài mòn đi ha. Nó sẽ làm mài mòn cái viên chì. Nếu chì mềm thì nó mài mòn đến cái khớp mà có choker thì nó sẽ tạo độ xoáy nhiều. Nó sẽ ôm hết sát được vải. Còn nếu như viên chì mà cứng á, cứng như sắt á, thì bây giờ em hỏi anh em, nó có bào mòn được không? Lúc đó thứ nhất là ma sát rất là cao, độ ma sát của viên chì cứng nó rất là cao, nó không bào mòn được, nó to hoài như vậy, đến đoạn choker nó bị bóp lại thì chắc chắn nó bị giảm gia tốc. Mà nếu giảm gia tốc khi găm vào người con mồi á thì nó không phá được nha, thì nó sẽ không phá được con mồi ra, thì sẽ gây ra nhiều nguyên nhân là bay đi nơi khác, chạy đi nơi khác, chạy ngay đi nha, có thể là chạy ngay đi đó. Nên khuyên anh em nên xài chì mềm đó. Trước mắt là này, bây giờ em sẽ cho anh em xem cái loại chì xuyên phá ha. Loại này là chì xuyên phá này, à không phải, xuyên giáp, sorry anh em, không phải là xuyên phá mà là xuyên giáp nha. Này xuyên giáp không phải xuyên phá. Xuyên phá là nước ngoài đọc là silut đó, ốc sên đó. Đây là xuyên phá. Xuyên phá à, xuyên giáp, sorry nhầm hoài luôn á, xuyên giáp á.
bỏ qua phòng thủ vật lý á, gọi là xuyên giáp á nha, bỏ qua vật lý nè, bỏ qua phổ phòng nè, hay là chí mạng đồ ha. Đó, đây là chì xuyên giáp nè. Thì những viên chì này khi găm vào xương gây gãy xương ha, gây gãy xương con mồi, làm nó tê liệt và nằm tại chỗ chứ nó không có tung tăng được nữa. Đó, đây là chì xuyên giáp nè, nó mà cắm vào xương là gãy xương liền. Thì cái chì xuyên giáp này nó sẽ cứng hơn một xíu so với lại thằng chì thông thường ha, nhưng mà bóp nó vẫn sẽ móp. Tay em bắt đầu ra mồ hôi rồi nè. Thôi thôi em không đụng vào nữa đâu, lỡ tí nó cầm gì ăn là chết em luôn, nhiễm chì là vỡ mồm luôn. Em chỉ có phe cho anh em coi thôi nha. Đó, đây là đầu chì xuyên giáp ha. Rồi, bây giờ em sẽ cho anh em xem về loại 635 ha. Đây, S-Jack King 25 Dailo. Đó, hàng nhập Mỹ thì anh em nhìn là anh em biết rồi, nó rất là đều đẹp ha. Đó, và hôm nay em test thử thì gia tốc nó cũng rất là cao, FPS nó cũng cao lắm. Đó, 10 viên như 10 ha, rất là mềm. Nói chung em sẽ không bóp, bóp thì mất công tốn của anh em một viên, nó cũng là tiền em không bóp, nhưng em đảm bảo khi anh em nhận chì mua hàng nhập nhá, những cái hộp như thế này, những cái hộp như thế này đây nè, những cái hộp như thế này khi anh em mua về á, em nói nhập là nhập, anh em nhìn cứ nhìn coi kỹ cái clip này nè, cứ coi kỹ clip và kẹo em giới thiệu. Nếu em gửi hàng về cho anh em mà không đúng theo clip này, anh em cứ phốt em đi, anh em cứ lên clip lên YouTube, anh em phốt đờ cái LMM thằng A Xính mày bán hàng lừa đảo nè, mày quảng cáo một nơi mày bán một chỗ nè, mày treo đầu dê bán thịt chó đó, anh em cứ phốt xả láng, cứ chửi xả láng. Còn riêng em chửi đúng một câu như thế này thôi, riêng em nha, riêng em chửi, em xin lỗi anh em trước khi em chửi nha, tổ cha đĩ mẹ thằng nào lừa đảo, thế thôi. Riêng A Xính không bao giờ lừa đảo, thằng A Xính này chỉ chém mắt thôi, chứ còn riêng lừa đảo là A Xính rất muốn tẩy chay nha, rất muốn tẩy chay, không bao giờ lừa đảo, có chuyện lừa đảo. Và những viên chì này khi gửi về cho anh em đều không cho xem hàng nha. Rồi kế tiếp còn một loại này nữa, nó sẽ rẻ hơn hàng nhập. Hàng nhập đó, ba hộp đó là hàng nhập, nó hơi mắc ha. 100% chì dây không chạy qua nấu gì hết, không nấu nướng gì hết á, chì sống đàng hoàng, cắt từng khúc, đóng lên khuôn ra thành hình viên kẹo chứ không cần phải nấu, nên bởi vậy luôn luôn giữ được độ mềm của viên chì. Đây là chì dây, đây là anh em, đây là kẹo mà Xính tự tạo tự làm ra được ha, không thua gì kẹo nhập nha, và giá rất rẻ, rẻ hơn kẹo nhập rất là nhiều nha. Một hộp như thế này A Xính bán ra là 400 viên, còn 635 á, là một hộp sẽ là 300 viên. Tại sao nó lại tính viên mà không tính ký như phổ thông? Là tại vì cái chì nấu khi anh em nấu ra dư chì anh em nấu lại được, nhưng riêng chì dây nó dư ra anh em sủi nó đi á, sủi trên cái khuôn của nó đi á, thì không bao giờ tái chế lại được nha anh em. Tại vì nó phải là, nó là thành một cục, xong rồi đóng từ cái cục đó đóng ra, đóng từ miếng chì dây đó đóng ra. Thì thay vì bây giờ đóng ra thành viên kẹo này, nó còn xíu ngay váy thì phải cắt bỏ nó đi, chứ đâu có nấu lại đâu anh em. Nên một ký nó chỉ làm ra được khoảng 4-5 lạng thôi, 4-500 viên thôi. Nên cứ một ký chì dây như thế làm ra được bao nhiêu viên là đóng một hộp. Một ký thông thường của nó là làm ra được 400 viên, thì em đóng một hộp là 400 viên để bán về cho anh em ha. Chì này nhá, riêng A Xính đảm bảo tới cho anh em không sâu răng luôn, còn ngon hơn cả kem đánh răng BS luôn nhá. Sắp tới A Xính là cạnh tranh với kem đánh răng BS cho anh em xem nè. Chống sâu răng nè, chống tất cả luôn nè. Chống, anh em nên xài chì dây đi, xu thế bây giờ là phải xài chì dây. Nè, thứ nhất là chống bào mòn rãnh xương tuyến nè ha. Thứ hai nè, bảo vệ nòng tuyệt đối nè ha, đỡ cho nòng nó phải bị hư hay bị gì nè, tăng tuổi thọ cho nòng này ha.
Thứ ba nữa này, khi mà những viên chì dây như thế này, những viên chì như thế này mà anh em bỏ vô trong cái nòng á, nó sẽ bị cái độ ma sát khi mà bắn nó ra á, là nó xoáy, nó sẽ bị cắn nát cái váy này nè, nó sẽ bị bào mòn cái máy váy này, ra tới đoạn choker á là nó sẽ thành hình được viên đạn, nó bắn ra. Còn quá cứng á thì nó không thể, đúng không? Thì em khi mà xài cái chì này nên xài chì này, nó có 3 lớp nha, em được trong hộp này có 3 lớp, nên xài chì này, giá cũng rẻ nữa, một hộp 400 viên, 635 thì 300 viên. Xài cái này để tăng được độ chính xác của cái cành của mình lên nè. Nè anh em nhìn thấy kẹo nè, rất là đều ha, đều mà đẹp ha. Đó, anh em nào muốn kẹo thì cứ liên hệ tới A Xin nha. Rồi, chào anh em. À, từ từ, anh em mà mua chì á thì nói đây là chì dây nha anh em. Chì dây, tôi cần một hộp chì dây là em biết chì dây. Còn anh em nào mua loại kẹo nhập thì tôi cần một hộp kẹo nhập, kẹo là kẹo xuyên giáp này, kẹo thông thường này, kẹo nhập thông thường này, và kẹo 635 nhá. Đó, cho anh em xem lại một lần nữa nhá. Đó, rất đầy đủ nhá. Đó, rất đầy đủ. Chào anh em.